Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan tỏ ra buồn bã khi nhắc đến sự hoang phí trong ngày Tết Nguyên đán ở Việt Nam, từ người dân, doanh nghiệp cho đến chính quyền và các cơ quan ban ngành. Lý giải về việc này, bà Phạm Chi Lan cho rằng có thể là do tính sĩ diện và phong văn hóa còn thấp. Bà Lan nói tình trạng lãng phí ở nước ta hiện nay đã thực sự nghiêm trọng, người dân, doanh nghiệp và các ban ngành quá coi trọng hình thức, nó đã trở thành một nếp văn hóa trong cộng đồng người Việt mà lâu nay chúng ta chưa thể thay đổi. Tính sĩ diện đã ăn sâu vào trong đời sống của người dân, ai cũng muốn đua nhau để chạy theo hình thức bề ngoài, xu hướng này không hề tốt một chút nào trong bối cảnh kinh tế chung hiện nay đang khó khăn, đất nước còn nhiều hộ nghèo và cận nghèo. Chính bệnh sĩ này lại là nguyên nhân khiến cho nhiều hộ gia đình vừa thoát khỏi ra khỏi ngưỡng nghèo rồi lại tái nghèo. Bà Lan cũng nhận định Tết năm nay các địa phương không tổ chức bắn pháo hoa, đó là một quyết định mà theo bà là đúng đắn. Nhưng sự lãng phí hiển nhiên đập vào mắt người dân qua việc trang trí đường phố bằng những bông hoa có kích thước khổng lồ, hình rất thô kệch, rồi đèn đom đóm lập lòe ở các khu phố, những thứ đó rất xấu và rối mắt chứ đâu có đẹp. Nếu xét đến giá trị văn hóa, những thứ đó không hề có, thậm chí nó khiến cho các thành phố trở nên quê mùa, kịch cỡm, lố bịch, kiểu khoe mẽ, chứ không thể hiện được tầm văn hóa thực sự. Đỉnh cao của văn hóa thực sự nằm ở sự giản dị và tinh tế, chứ không phải là ở những thứ hoa hòe hoa sói như các thành phố đang cố đua nhau. Đối với người lao động, sự lãng phí thể hiện rõ nhất trong dịp Tết Nguyên đán. Anh Hải quê ở Nghĩa Hưng, Nam Định, hiện là chủ cơ sở kinh doanh nhỏ ở Biên Hòa, Đồng Nai. Có cách chi tiêu khác người, đó là đầu tư bắn pháo hoa mỗi đêm giao thừa ở quê nhà. Anh Hải cho biết ngày trước mình còn trẻ nên thích thú mấy trò chơi này, mặc dù biết là bị cấm, nhưng nói thật là cũng thích thể hiện với dân làng. Mọi năm đều mua pháo về bắn rồi, chả lẽ năm nay lại không mua. Trong khi đó, như anh Nguyễn Văn Bích, huyện Hoa Lư, Ninh Bình, chia sẻ rằng lương công nhân làm thuê cho chủ đầm tôm tại Cà Mau mỗi tháng 4 triệu đồng tích góp cả năm về quê ăn Tết với gia đình. Nhưng vì bệnh sĩ nên Tết năm nào cũng phải mua sắm sửa cho thật tươm tất, cho xứng tầm với một người đi làm ăn xa trở về. Theo anh Bích, mỗi năm chỉ có một lần về quê vào dịp Tết nên cứ sắm sửa cho thoải mái để cả nhà cãi vui. Năm nào gia đình tôi cũng phải mổ lợn, mua vài thùng bia lon để trong nhà, đào, quất đủ cả, Tết mà. Tết mà đó là câu nói, có phần ngậm ngùi của nhiều người lao động, nhưng không phải ai cũng có điều kiện để có một lần tạc lưỡi cho xong. Trong khi đó, dịp cuối năm cũng là thời điểm các nhà hàng, quán karaoke từ sang trọng đến bình dân luôn quá tải bởi phong trào tất niên ở khắp mọi nơi. Anh Phạm Quang Dũng, nhân viên kinh doanh tại một công ty công nghệ thông tin tại Hà Nội cho biết, khoảng thời gian 2 tuần trước Tết là thời điểm mệt và tốn kém nhất của anh. Anh nhậu tất niên cơ quan, rồi tất niên cùng phòng, tất niên cùng bạn học, cùng các hội nhóm khác. Chia sẻ với những khó khăn của người dân và doanh nghiệp trong việc kiếm tiền, bà Phạm Chi Lan cho rằng chính vì những khó khăn như vậy nên càng cần phải kiếm biết trân trọng đồng tiền mình kiếm được, đừng vì thể hiện bề ngoài mà chi tiêu lãng phí. Nếu có thể, hãy tích cóp để đầu tái đầu tư, để có được năng suất tốt hơn, hiệu quả hơn, hướng đến những giá trị về lâu dài, thay vì chỉ hướng về bề mặt nổi trước mắt. Dưới góc nhìn của bà Phạm Chi Lan, chính vì cách nhìn nhận lệch lạc này của xã hội mà tài sản đất nước đang bị sử dụng một cách lãng phí vô cùng. Có những địa phương hay cơ quan nợ đầm đìa ra nhưng trụ sở cứ phải sắp thành tráng. Rồi việc trang hoàng công sở cũng như nơi công cộng vào dịp lễ Tết thì lãng phí và không hiệu quả. Với doanh nghiệp cũng vậy, tôi rất buồn bã và rất tiếc khi thấy có nhiều doanh nghiệp mang nợ đầm đìa nhưng vẫn cố sắm xe hơi xịn để khoe mẽ với thiên hạ. Thực ra những thứ phù phiếm đó chẳng đều là gì cả, ngân hàng có cho doanh nghiệp vay hay không, đối tác có hợp tác với doanh nghiệp hay không, là họ nhìn vào thực trạng và triển vọng kinh doanh của mình chứ không phải là nhìn vào cái xe.